Hôm nay là ngày 25 Tết. Chủ tịch Hội đồng Võ Lê huyện Thanh Hà và ban thường trực đã mang quà của Hội đồng Võ Lê tỉnh Hải Dương và Võ Lê tỉnh Thanh Hà tới thăm gia đình nhà Lê Văn Tẩy tại thôn Đông Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương. Đây là Lê Văn Tẩy, thuộc ngành 3 xã Họ Lê Hồng Nạp, Thanh Hà, Hải Dương. Ông Lê Văn Tẩy, đây là bác Bình. Trong kia là bác Bình là chủ tịch hội đồng Họ Lê huyện Thanh Hà. Còn đây là hai anh em Trọng Vĩnh Quang là ban thường trực của hội đồng Họ Lê huyện Thanh Hà. Hôm nay có đến thăm Lê Văn Tẩy tại thôn Đông Hồng Nạp, Thanh Hà, Hải Dương để chúc Tết và trao quà. Xin mời anh Bình ý kiến. Bác Tẩy này thông lệ thì hàng năm ấy cứ gần đến Tết và những cái ngày kỷ niệm có một cái ý nghĩa trọng đại của đất nước thì hội đồng Họ Lê tỉnh và Họ Lê của huyện Thanh Hà là tổ chức các cái đoàn đến thăm và tặng quà gia đình, đặc biệt là Tết năm nay sắp đến rồi. Thế thì hôm nay đến cùng với đoàn anh em tôi, đây là anh Trọng. Vâng. Anh là chủ tịch hội đồng Họ Lê nhà thờ Đại Tôn, là phó chủ tịch hội đồng Họ Lê huyện. Anh Quang đây thì là phó chủ tịch hội đồng Họ Lê Đại Tôn của Thanh Cường, như là ủy viên thường trực của hội đồng Họ Lê huyện. Đấy, báo cáo với lại bác như thế. Thế và như vậy cùng với lại anh em thì có đại diện của đồng tộc Họ Lê ở Hồng Nga. Chúc cho Lê Văn Tẩy là nhận phần quà này, gọi là tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa, mang thắm tình dòng tộc và dòng máu huyết thống của dòng tộc Họ Lê Việt Nam cũng như là dòng tộc Họ Lê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Thế mong rằng Lê Văn Tẩy sẽ mau chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục công việc gia đình và chăm lo công việc của dòng tộc. Xin trân trọng cảm ơn. Thì qua đây thì cháu cũng xin cảm ơn tất cả các ông các bác ngày hôm nay cũng nhã ý đến cháu mà đến trao quà. Đây là do ông đợi nhá. Ông cái lựa chọn cả một cái hội đồng Họ Lê Hồng Nạc này được một mình gia đình anh đấy. Vâng. Là do ông đợi nó lựa chọn đấy. Trước hết là ông đợi tất cả các ông bác đến đây trao quà cho cháu. Đó là một niềm vinh hạnh cho cháu. Thì là không biết nói được. Thật mạnh khỏe. Tham gia công việc của họ cũng như của ngành của các bác. Không biết nói nữa. Một trăm phi. Thôi được rồi. Thế này nhé. Nhé, chúng tôi quản lý tặng quà một số các gia đình á. Mình nhá. Họ Lê huyện Thanh Hà tới mang quà Tết đến cho Lê Văn Tẩy tại thôn Đông Hồng Nạp, Thanh Hà, Hải Dương đã xong, tiếp tục đi trao quà cho ở địa điểm khác.